chào các bạn, chào mừng các bạn đến với các chuỗi video review sản phẩm của Vinmark. Và trước mặt mình đây đang có một chiếc hộp khá là giống vali đúng không ạ? Mọi người có đoán ra được đây là sản phẩm gì không ạ? Nhìn vỏ hộp rất là chắc chắn, thiết kế bánh xe mình có thể di chuyển đi lại. Bây giờ mình sẽ cùng khui thùng cùng xem ở bên trong này có gì nhé. Không biết là có ai đã đoán ra được sản phẩm này là gì chưa ạ? Chính là một chiếc máy đóng cọc với model là Sumo KD680. Nếu mà những anh chị nào, khách hàng nào mà đã từng mua sản phẩm này của bên em thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy là đây là một mẫu mã nhìn nó khá là mới, nhìn nó rất là mới mẻ. Thì thực ra là đây là dòng cải tiến của Sumo KD680. Đây là mẫu mới nhất của năm 2023. Tại sao nó lại mới nhất thì em sẽ nói cho mọi người điểm mới nhất của cái máy này. Đây là sẽ có hai bên tay cầm này, nó sẽ có hai ống lò xo ở đây thì sẽ giúp cho trong quá trình mà mình đóng cọc ấy sẽ giảm được cái độ rung lắc và mình thao tác nó sẽ dễ dàng hơn. Về phần động cơ thì cũng như mẫu cũ, nó cũng là động cơ 52cc với công suất là 1,5 kW. Chiếc máy này thì nặng khoảng 20 kg nha mọi người nhé. Dung tích bình nhiên liệu là 1,3 lít ạ. Pha nhiên liệu 2 thì xăng pha nhớt với tỷ lệ là 25:1 ạ. Mọi người sẽ pha vào chiếc bình này. Người yên tâm là nếu mà mọi người chưa biết pha theo tỷ lệ của bình này thì là các bạn kỹ thuật viên bên em sẽ hướng dẫn mọi người ạ. Kèm theo máy thì có các cái đầu chôn cọc này. Mình đang có phi 49, phi 69 hoặc là như ngay ở trên máy đang gắn đây, đó là phi 100. Sẽ được tặng kèm là nhớt 2 thì, tặng kèm bộ phụ kiện tháo lắp. Đây mọi người này, để trong túi nhá. Và ở đây thì mình sẽ có tặng kèm thêm buri nữa. Đây, phụ kiện tháo lắp sẽ ở trong đây ạ. Ngoài ra thì sẽ có một chiếc kính bảo hộ như này, chúng ta sẽ đeo trong quá trình mình sử dụng. Các bạn nhìn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Đây là khi mà bên mình đã dựng lên nhé. Có phần phía tay cầm ở đằng sau này, nhựa cao cấp, cực kỳ là chắc chắn. Giật nổ cực kỳ là đơn giản và dễ dàng. Hồi nãy mình còn giới thiệu với mọi người là tùy vào nhu cầu của các cái cọc khác nhau mà mọi người sẽ thay thế với các cái phi khác nhau. Mình sẽ lắp vào xuống bên dưới này ạ, và cho cái phần cọc khớp với các cái khuôn này để chúng ta sẽ đóng xuống. Chỉ với 20kg thôi, chúng ta có thể đóng được rất là nhiều cọc, tiết kiệm được thời gian này, tiết kiệm được nhân công này. Rất là thích hợp cho các anh chị mà mình làm nhà vườn trong các cái trang trại nông nghiệp. Để mà tư vấn thêm về sản phẩm cũng như là mua máy thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 024 38 38 3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của em và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.